À, và rất là thú vị khi là chị xuất thân không có bắt nguồn từ liên quan gì đến kinh doanh cả các anh chị, đó chính là giảng viên của trường Cao đẳng Điện lực ở đến từ chi nhánh Hà Nội, và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón câu chuyện thành công cũng như những chia sẻ của chị đến từ chi nhánh Hà Nội. Xin chào đón chị Nguyễn Thị Hiên ạ. À, chị Hiên ơi, chị Hiên đã sẵn sàng chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây về cái câu chuyện thành công của mình chưa ạ? À? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Em chào cả nhà, em chào Tổng Giám đốc Hà Trâm, chào ban lãnh đạo công ty, tất cả các bảo trợ, lãnh đạo và tất cả các nhà phân phối của Audiframe. Thực sự hôm nay được có mặt tại đây và được phát biểu trong cái buổi họp toàn quốc như này thì đây là một cái niềm vinh dự vô cùng của mình. Thực sự vô cùng xúc động cả nhà, vô cùng xúc động luôn. Và mình cũng không biết là phải nói như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người về cái câu chuyện của mình, rồi những cái bí quyết mà có thể giúp cho mình đạt được thành công như ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng nếu như các bạn có thể tiếp thu được những điều này thì mình tin chắc rằng những tháng sau đó các bạn sẽ bắt đầu trở thành là những 21, là Gold và những chức danh cao hơn nữa. Mình xin giới thiệu một chút về mình thì mình tên là Nguyễn Thị Hiên. Mình sinh năm 1985 và mình là giảng viên của trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Mình cũng công tác được 11 năm rồi ở nhà. Đó. Và cái nhân duyên mà đến với này cái công việc kinh doanh Ori này thì cũng rất là may, là vì con của mình ấy. Ngày xưa thì mình cũng cũng rất là chăm gia đình, chăm con và cũng không quan tâm đến việc kinh doanh hay buôn bán gì đâu. Nhưng mà vì con nhà mình thì cháu mình chăm rất là tốt. Đấy, cũng cho uống rất là nhiều các loại vitamin. Nhưng mà cái sức đề kháng của con mình thì lại không được tốt cho lắm. Đó, một tháng thì phải 3 đến 4 lần là cứ phải viêm A, viêm họng và đi bác sĩ và phải uống kháng sinh liều cao. Thế là sau đó thì rất là vô tình là mình đã biết được cái kit của công ty của mình và mình đã cho cháu sử dụng dùng đúng, dùng đủ, dùng đều và sau đúng 2 tuần thì cháu đã cải thiện và đúng chính xác là từ lúc 18 tháng đến bây giờ là con nhà mình học lớp 1 rồi. Đấy, nhưng mà chưa bị ốm lại lần nào cả nhà. Và cái sự phát triển về trí não này rồi thể chất của con cực kỳ tốt và mình vô cùng yêu sản phẩm. Và sau đó thì khi nhìn thấy kết quả của bạn Quỳnh cũng chính giống như là mình ngày hôm nay là mình chốt gôn này, mình được nhận Serega và tiền thưởng 40 triệu. Đó, và cái tổng thu nhập của mình tháng này cũng cũng khá là cao. Và chính cái kết quả của Quỳnh ngày hôm đó nó đã đánh thức mình. Mình đã bắt đầu phải có cái sự suy nghĩ rằng mình đi làm giảng viên cũng giống như bất kỳ công việc nào khác thì cũng chính là cái công việc chúng ta đi làm thuê cho người khác đó, và mình có bằng cấp, có trình độ như thế mà tại sao mình lại chấp nhận cái mức thu nhập thấp như thế, đúng không ạ? Và bắt đầu mình có cái sự tìm hiểu về công việc kinh doanh này, bởi vì rất thích sản phẩm rồi, rất yêu sản phẩm rồi, và mình bắt đầu tìm hiểu. Thì khi mà càng tìm hiểu thì lúc đấy thì mình càng mới nhận ra được rằng thực sự Ori nó chính là cái điều mà mình tìm bấy lâu nay cả nhà. Một công việc tuyệt vời mà có thể giúp cho sức khỏe của toàn thể gia đình mình một cách tuyệt vời, đúng không ạ? Sau đó thì mình còn có thể giúp được cho rất nhiều người khác có được sức khỏe. Đấy là cái giá trị mà mình thực sự mình trân trọng nhất. Và đến với Ori thì không những là mình thành công mà mình có thể giúp được rất nhiều người thành công. Đấy là một cái điều tuyệt vời vô cùng cả nhà. Và những cái gì mà mình nhớ mãi câu nói của chị Tổng Giám đốc Hà Trâm, đấy là những cái gì mà anh chị muốn thì ở Ori có hết rồi, thì các anh chị cần phải tìm đâu xa, đúng không ạ? 1 đến 2 tiếng một ngày cũng có thể thành công, và nếu anh chị dành nhiều thời gian hơn nữa thì các anh chị sẽ có được cái sự thành công hơn nữa rất là nhiều đó. Và mình đến với công việc này thì thực sự rằng đến đúng chính xác là đến ngày hôm nay là cũng được 5 năm. Thì 4 năm trước thì mình làm cũng khá là tốt, nhưng mà thực sự rằng để mà bứt phá ra được, và mình cũng chưa làm đến nơi đến chốn, cho nên là mình lên 21 nhưng mình cứ giữ 21 trong vòng 4 năm cả nhà. Và đến cái tháng 4 năm 2021 này thì rất là may mắn rằng có cái sự thay đổi của S21, có người dẫn dắt chính là anh Yên, và mình và toàn bộ hệ thống đã có một cái sự thay đổi ngoạn mục luôn cả nhà. Đó, chúng mình đã không những là làm kinh doanh mà chúng mình còn được học về cái tư duy. Và chính nhờ cái sự thay đổi tư duy của mình và toàn bộ hệ thống của mình mà mình đã có những kết quả này, và thực sự là cảm thấy là đúng chính xác là thành công phải nhàn, thành công phải nhàn và nó rất là bền vững cả nhà.
cái việc mà mình chốt 21 rồi việc mình mở ba chân thì thực sự mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng luôn, mình cũng không phải để đụng chạm đến nhiều đâu cả nhà, toàn là các nhà phân phối của mình tự học tự làm và các bạn ấy thực sự vô cùng khát khao và năng lượng đó. Chúng ta chỉ cần là làm thế nào để cho khách hàng của chúng ta được dùng sản phẩm đấy, họ biết đến sản phẩm của mình này, rồi học được cái quy trình một cách thành thạo, và chính cái việc là quy trình thành thạo đã giúp cho toàn bộ hệ thống và trong đội nhóm của mình đã có được những cái sự thành công rực rỡ cả nhà đó. Và nếu bây giờ có một lời khuyên cho tất cả các bạn, có thể là những người làm lâu năm mà chưa thành công này, hoặc là những bạn mới vào, thì một tháng các bạn có thể lên được 21%, giống như các anh chị trong tháng 10 vừa qua đúng không ạ, hơn 90 anh chị đây 21. Các anh chị phải thực sự hiểu sản phẩm, yêu sản phẩm này, rồi phải làm thế nào để cho khách hàng của mình tiếp cận được sản phẩm của mình. Và chính ngày xưa là cái việc là mình đã đồng ý mở hàng cho Quỳnh một cái sản phẩm mà mình đã có được sự thành công như ngày hôm nay. Cho nên các bạn cũng đừng có ngại khi mà nhờ người khác mở hàng cả nhà nhé. Phải làm sao để họ dùng được sản phẩm. Và các bạn cứ bám sát theo bảo trợ, bám sát theo điều lĩnh. Và mình có một cái tổ chức S21 thực sự vô cùng tuyệt vời. Mình cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn anh Yên, cảm ơn tất cả ban giám đốc công ty, rồi cảm ơn các bảo trợ của mình, và đặc biệt là những downline của mình đã tin tưởng, đã đồng hành cùng với mình. Và nhất định rằng mình không những chỉ dừng lại kết quả ngày hôm nay, mà mình sẽ phấn đấu để lọt được vào top 15 thu nhập cao nhất của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn cả nhà.